Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá Hot nơi cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và thú vị nhất đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính đáng chú ý có trong ngày. Kết quả U23 Đông Nam Á 2023, U23 Việt Nam nhận lợi thế khổng lồ, U23 Lào và Philippines ôm nhau nhảy cầu. Vâng, thưa quý vị, giải U23 Đông Nam Á 2023 sẽ khởi tranh từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 tại Thái Lan. Giải đấu năm nay có 10 đội tham dự được chia làm 3 bảng, 2 bảng 3 đội, 1 bảng 4 đội. Chỉ có 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì xuất sắc mới có vé vào bán kết. U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với U23 Lào và U23 Philippines. Bởi thế, với việc nằm cùng bảng C với ứng cử viên vô địch là U23 Việt Nam, cả U23 Lào và U23 Philippines đều hiểu rằng việc giành được 3 điểm ở trận mở màn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Như những lần gặp nhau trước, cả hai đều thể hiện hai bộ mặt trái ngược. Philippines tin vào những bài tạt cánh đánh đầu do họ sở hữu, có các cầu thủ chiều cao tốt. Kỹ thuật của Philippines cũng không có gì đặc sắc, do vậy họ chỉ có cách là treo bóng để tiếp cận vòng cấm đối thủ một cách nhanh nhất. Trong khi đó, U23 Lào chọn lối chơi kỹ thuật, ban bật nhỏ, chạy chỗ tìm không gian. Cách đá này đã được họ vận hành từ nhiều năm qua, nhưng có một thiếu sót là những đường truyền cuối cùng của U23 Lào vẫn không thể đạt được độ chuẩn xác cần thiết. Phút thứ 16, U23 Philippines là đội đưa bóng vào lưới đối phương trước. Tuy nhiên trọng tài biên xác định cầu thủ dứt điểm là Mamon đã việt vị nên bàn thắng không được công nhận. Dù vậy tiền đạo của U23 Philippines cũng không phải chờ đợi quá lâu để được ăn mừng. 7 phút sau tình huống trên, Mamon lại một lần nữa đánh đầu làm tung lưới đối phương và lần này bàn thắng đã được công nhận. Bị dẫn bàn U23 Lào không nao núng mà kiên trì theo đuổi lối chơi của mình. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Họ đã được đối thủ trả lễ với pha bóng mắc sai lầm trong phòng ngự. Phút thứ 39, cú đấm bóng ra của thủ môn Philippines đập trúng người đội trưởng Kamsa của Lào. Số 3 bên phía Lào sau đó đã đệm bóng vào lưới, gỡ hòa một đều. Trong khoảng thời gian tiếp theo, không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Bước ngoặt chỉ xảy đến khi U23 Philippines phải chơi với 10 người, một cầu thủ phải nhận thẻ đỏ ở phút 73. Được chơi hơn người, U23 Lào đẩy cao đội hình để tấn công. Tuy nhiên điều này lại vô tình khiến hàng thủ của họ lộ ra khoảng trống. Phút thứ 90 cộng 3, U23 Philippines tổ chức phản công nhanh từ cánh trái. Bóng được căng ngang vào trong để Dennis Salaja đệm bóng tung lưới U23 Lào, nâng tỷ số lên 2-1. Tưởng như đây sẽ là bàn thắng định đoạt kết quả trận đấu, thì bất ngờ ở trong pha lên bóng những giây cuối cùng, U23 Lào lại có được bàn gỡ hòa nhờ cú dứt điểm ở góc hẹp. Đây lại là tình huống thủ môn U23 Philippines mắc lỗi. Ngay sau đó trọng tài chính cũng thổi còi kết thúc trận đấu. Với kết quả hòa hai đều, U23 Lào và Philippines gần như đã hết hy vọng đi tiếp, bởi cả hai đội phải thắng Việt Nam ở lượt trận tiếp theo. Mà sau những gì đã thể hiện, rất khó để họ đánh bại U23 Việt Nam. Cùng ngày vào lúc 20 giờ diễn ra trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Malaysia. Tại giải năm nay, đội tuyển U23 Indonesia mang hơn nửa đội hình vô địch SEA Games 32 đến giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Trong khi đó U23 Malaysia cử đội B đến Thái Lan. Vì vậy, đội bóng của huấn luyện viên Vincent được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, họ đã làm các cổ động viên nhà thất vọng. U23 Malaysia khởi đầu trận đấu tốt hơn. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đến ở phút thứ 8. Aman thoát xuống đáy biên trước khi trả ngược cho Akib, nhưng tiền đạo sút bóng nhẹ và không thắng được thủ thành Fernando Ari. Phút thứ 18, Munu Samay tung cú sút xa cực mạnh nhưng bóng đi không chính xác. Đến phút 21, U23 Indonesia mới có tình huống đáp trả đầu tiên. Misa đi bóng mạnh mẽ trước khi căng ngang nguy hiểm. Tuy nhiên thủ môn Raha Diali vẫn kịp dùng chân cản phá bóng. 4 phút sau, Sananta dứt điểm vọt xà ngang khung thành U23 Malaysia. Nửa đầu hiệp đấu là màn trình diễn ấn tượng của U23 Malaysia, nhưng nửa sau thuộc về thầy trò huấn luyện viên Sinteyong. Điểm nhấn tạo nên bước ngoặt này là bàn thắng của Sananta ở phút 29. Anh đi bóng kỹ thuật trước khi chích bóng vào góc chết khung thành thủ môn Raha Diazli. Bàn thắng mở tỷ số khiến U23 Malaysia chịu áp lực tâm lý, trong khi U23 Indonesia chơi hưng phấn hơn. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Sinteyong không thể tận dụng thời cơ để ghi thêm bàn thắng trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, U23 Malaysia đưa tiền vệ tấn công gốc Scotland Fergus TNA vào sân và thế trận đột ngột thay đổi. Phút 52, Fergus Tiana kiếm về quả phạt đền sau pha va chạm với Arel Priyatna rồi đích thân thực hiện thành công. 8 phút sau bàn gỡ hòa, Fergus Tiana tiếp tục tỏa sáng để đưa U23 Malaysia vượt lên dẫn trước. Tiền vệ này khống chế bóng đẳng cấp bằng chân trái rồi tung cú dứt điểm tinh tế bằng chân phải khiến thủ môn Hernando Ari ngậm ngùi làm nền cho siêu phẩm. U23 Malaysia bình tĩnh bảo vệ thành quả trong khi U23 Indonesia thi đấu bế tắc ở quãng thời gian còn lại. Tỷ số 21 được giữ nguyên tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chiến thắng này giúp U23 Malaysia xem như nắm chắc ngôi đầu bảng B, còn U23 Indonesia buộc phải thắng rất đậm U23 Timor Leste để hy vọng cạnh tranh tấm vé dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. U23 Việt Nam bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á bằng đội hình nào? U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á với đội hình nòng cốt là lứa U20, nhưng trong tay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn có những cái tên giàu kinh nghiệm. U23 Việt Nam còn 2 ngày chuẩn bị trước thềm trận gia quân bảng C giải U23 Đông Nam Á diễn ra vào ngày 20 tháng 8 tới đây. Khó khăn trong quá trình chuẩn bị của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nằm ở chỗ. Các cầu thủ thi đấu trong màu áo các đội V-League và hạng nhất, nên đội U23 chỉ có đầy đủ quân số tập luyện trong khoảng 3-4 ngày trước giải. Tuy nhiên, mặt tích cực là việc chui rèn ở các giải vô địch quốc gia sẽ giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, nhờ vậy thể hiện tốt hơn ở trên sân chơi trẻ. Lực lượng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mang tới giải U23 Đông Nam Á gồm hai nhóm. Nhóm đầu tiên gồm những cầu thủ đang khoác áo các đội V-League và từng góp mặt ở SEA Games 32 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philip Chuzer, như thủ môn Văn Chuẩn, các hậu vệ Duy Cương, Ngọc Thắng, các tiền vệ Văn Khang, Xuân Tiến, tiền đạo Quốc Việt, Văn Trường. Nhóm cầu thủ này sẽ tạo thành trục đội hình để huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sử dụng ở giải này. Các cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm ở nhóm còn lại sẽ được trao cơ hội luân phiên. Trong khung gỗ thủ môn Quan Văn Chuẩn vẫn là cái tên đáng tin cậy nhất. Văn Chuẩn từng bắt chính ở SEA Games 32, giải U23 châu Á 2022, hiện đang khoác áo câu lạc bộ Hà Nội góp mặt tại V-League 2023. Thể hình lý tưởng, sải tay dài cùng kinh nghiệm thi đấu là điểm cộng của Văn Chuẩn. Sau SEA Games 32, giải U23 Đông Nam Á sẽ là bước đệm phù hợp để Văn Chuẩn tiếp tục ghi điểm. Ở hàng phòng ngự, Duy Cương và Ngọc Thắng đang chiếm ưu thế. Duy Cương cũng có kinh nghiệm thi đấu các giải quốc tế, đồng thời được ra sân trong màu áo câu lạc bộ Đà Nẵng mùa này. Ngọc Thắng ngồi dự bị trong 3 trận đầu ở SEA Games 32, nhưng màn trình diễn tốt trong trận gặp Thái Lan giúp cầu thủ của câu lạc bộ Hà Tĩnh sau đó được ông Chu tin tưởng. Khả năng phòng ngự và phát động tấn công tốt là điểm cộng của Ngọc Thắng. Ở trận giao hữu với U23 Bahrain, Ngọc Thắng là người kiến tạo cho Quốc Việt ghi bàn gỡ hòa. Nếu U23 Việt Nam đá với sơ đồ 4 hậu vệ, bộ đôi được tin dùng sẽ là Ngọc Thắng và Duy Cương, bên cạnh Văn Hà và Hồng Phúc ở hai cánh. Còn với sơ đồ 3 trung vệ, những cái tên được lựa chọn nhiều khả năng là Ngọc Thắng, Duy Cương và Nguyên Hoàng, trung vệ khoác áo U20 Việt Nam thi đấu ở giải U20 Đông Nam Á 2023. Ở hàng tiền vệ, Văn Khang, Xuân Tiến và Đức Việt sáng cửa đá chính. Trong đó Đức Việt là tiền vệ phòng ngự, Văn Khang điều tiết lối chơi, còn Xuân Tiến đá nhô cao, giữ vai trò tạo đột biến sau lưng hàng tiền đạo. Trên hàng công, Quốc Việt bên cánh trái, Vĩ Hào bên cánh phải và Văn Trường Trung Phong sẽ tạo thành bộ ba tấn công mang nhãn hiệu U20 mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từng sử dụng ở giải U20 châu Á năm 2023. Bộ ba này đã phối hợp ăn ý giúp U20 Việt Nam thắng U20 Úc 1-0 và thắng U20 Qatar 2-1. Nhìn chung thì U23 Việt Nam vẫn có đội hình đủ kinh nghiệm và sức mạnh để tiến xa. Chưa kể trên ghế dự bị, ông Hoàng Anh Tuấn còn có những quân bài tẩy như Long Vũ đôn lên từ đội U17, Minh Quang chân sút mới nổi ở giải hạng nhất, Đình Duy, Phi Hoàng đang khoác áo câu lạc bộ Đà Nẵng, Minh Hiếu đã ở Hàn Quốc hay Bá Đạt, Ngọc Sơn. Buổi tập chiều 18 tháng 8 có thể xem là cuộc tổng duyệt của U23 Việt Nam cả về nhân sự lẫn đối chơi, chuẩn bị cho trận gia quân tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Sau buổi tập này, ban huấn luyện sẽ giả soát, đánh giá tổng thể trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ. Như vậy sẽ có 3 cầu thủ phải nói lời chia tay với các đồng đội cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại dưới phần bình luận của video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời quý vị cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ kênh bóng đá hot xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo